vay, cái việc họ cái tinh thần trả nợ hay là cái ý ý thức trả nợ của người vay thực sự phải nói là nó rất tệ. Có thể là nó xảy ra từ 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 cái hiệu ứng là họ tham gia vào rất nhiều các cái ứng dụng cho vay của Trung Quốc trước đấy, giai đoạn 2018, 2019, 2020 thì mọc lên một loạt các ứng dụng cho vay online của các công ty, có thể nói là sân sau của các công ty Trung Quốc, các cá nhân và các tổ chức của Trung Quốc vào về thị trường Việt Nam với hàng trăm app cho vay mọc lên như nấm sau mưa. Họ duyệt cho vay nhanh chóng, dễ dàng, và sau đó là thì họ dùng cái vấn đề là lãi suất cao để họ bù cho cái chi phí mà không thu hồi được khoản vay, và tạo ra một cái tiền lệ là cái tâm lý, cái thói quen của người vay là vay xong bùng, xác định vay để bùng. Và từ đó thì chúng tôi trong giai đoạn này cũng bị ảnh hưởng từ những cái hiệu ứng, những cái hậu quả như thế nó để lại trên thị trường, một phần là như vậy. Cái thứ hai là cũng có những người vay là thực sự họ rất khó khăn, thế nhưng cái lớn đấy là rất nhiều người vay là họ không muốn trả. Không muốn trả ở đây là gì, là mình không thể tìm cách liên lạc được với họ, hoặc có liên lạc được với họ thì họ sẽ tìm cách không không trả, mặc dù kể cả là có những người người ta chỉ vay một vài triệu, người vay nhiều cũng thế, mà người vay một vài triệu cũng vậy. Thế có những người mà mình có thể đến, mình gặp bên mình, những nhân sự của bên mình hay là của đối tác bên mình đến gặp, có thể tác động những cái trong khuôn khổ pháp lý cho phép, pháp luật cho phép, thì họ cũng đưa ra những cái yếu tố, những cái thông tin về việc là chưa thể chi trả được. Và trong cái khuôn khổ cho phép thì đội ngũ nhân sự hay cũng như là của bên đối tác cũng chưa có cách nào để mà có thể tác động khác hơn kiện, đưa khởi tố, đưa đơn thư, khởi kiện tới tòa án, tới cơ quan công an, thì cũng không không có hiệu quả, chưa có hiệu quả hoặc là hiệu quả rất thấp. Đội ngũ nhân sự đến tác động trực tiếp thì trong cái giới hạn có thể được và được cho phép thì cũng không đủ để mà để tạo ra cái tác động để người ta có thể là người ta sẽ có những cái việc mà hợp tác với mình, việc là chi trả mình, có nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp. Thì đấy là cái vấn đề, cái câu hỏi. À, trong cái câu hỏi, trong cái vấn đề đấy của Tân thì còn có một cái việc nữa là cái lực lượng đi thu ngoài xã hội. Bây giờ là những anh em, những cá nhân mà đang làm tài chính cá nhân đang đi thu, không biết là ở chỗ của Tân trao đổi, Tân chia sẻ thì cụ thể đấy như nào, nhưng mà với mình nắm thông tin từ đội ngũ anh em ở thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc mà đi thu của nhân sự, kể cả với anh em đang làm cho vay ở bên ngoài như thế, thực sự là không dễ dàng một chút nào cả. Hoặc thậm chí là gì, các anh em còn chia sẻ là gì, trong 2 năm nay họ chỉ tập trung vào việc là gì, cho vay với tài sản thế chấp, gọi là cầm cố, cầm đồ có thì cho vay, còn họ sẽ không hướng cho cái việc là cho vay không được tài sản đảm bảo, để nếu như mà vay xong đến thời hạn mà không tất không trả, họ thanh lý tài sản nó nhanh và nó xử lý gọn. Chứ còn bây giờ lực lượng đi thu họ cũng gần như họ cũng nghỉ hoặc là họ không muốn đi thu, bởi vì khi đến thu rất nhiều những cái vấn đề phức tạp xảy ra, và có thể là gì, họ liên quan đến các vấn đề liên quan đến công an nữa. Thành ra là anh em làm trong công việc đó đến bây giờ lực lượng còn còn ít, khó để mà đi thu được, cũng như là không 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 có nhận đi thu nhiều. Đặc biệt là đi thu cho các công ty mà cung cấp dịch vụ tài chính thì anh em không 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 còn nhiều nữa, không họ không mặn mà, họ không không nhận, không không làm. Bản thân gọi là họ chia sẻ là bản thân họ cho vay, họ bây giờ họ đi thu họ cũng cũng còn khó, và họ cũng
cũng chưa có những cái giải pháp, những cái cách để có thể thu được theo nó cái quy định mà pháp lý cho phép. Thì đấy là cái ý mà số 1 mà Tân trao đổi. Cái số 2, Tân nhắc lại cái ý số 2 của anh cả. Tháng 4 chứ không phải là tháng 8 như Tân trao đổi. Từ giờ tới từ tháng 9 năm 2023 tới hết tháng 9 năm 2024. Tháng 10, tháng 10 năm 2023. Thì công ty thì có cái kế hoạch để mà thực hiện cái việc là làm sao thu tiền. Đương nhiên cái việc triển khai của công ty thì sẽ phải có kế hoạch. Và chuyện đấy là chuyện đương nhiên là phải có. Đấy còn và kế hoạch đó thì chúng tôi đang đang triển khai, đang làm. Và khi đang triển khai, đang làm đó thì nó cũng có nhiều cái khó khăn mà sẽ cần phải vượt qua, và những cái thách thức mà chúng tôi sẽ tiếp tục phải 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 chỉ, phải tìm cách nỗ lực để giải quyết được trong thời gian tới để làm sao đảm bảo được cái kế hoạch đó. Thế còn cái yếu tố thứ hai, cái vấn đề thứ hai là gì? Các hoạt động khác để có thể bổ sung là gì? Thì ở đây các hoạt động khác đó là gì? Trao đổi với cả trong nhiều cuộc họp các anh chị nhà đầu tư cũng trao đổi, cũng đặt vấn đề, cũng hỏi những vấn đề này. Nhưng tôi cũng đã chia sẻ với cả các anh chị nhà đầu tư là gì? Trong một cái bối cảnh khi mà cá nhân mình và công ty phim đang có những cái ảnh hưởng, những cái sự cố như thế này xảy ra, thì những cái hoạt động kia tôi tham gia và tôi triển khai thì tôi chưa tiện để chia sẻ được, để nó tránh bị những cái ảnh hưởng, những cái vấn đề khác Lừa đảo tiếp vào. tác động đến 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 tôi xin phép là nếu anh cứ tiếp tục chen ngang và đưa những cái phát biểu như vậy thì tôi sẽ tắt mic của anh. Thì chúng tôi với những cái việc mà chúng tôi triển khai, chúng tôi làm thì trên cơ sở là làm sao để phù hợp các quy định của pháp luật và có được cái nguồn tiền mà để có thể bổ sung vào trong cho cái lộ trình chi trả, cái lộ trình hoàn tiền với nhà đầu tư trong thời gian tới. Đó. Thế còn hiện nay, thời điểm bây giờ chưa chưa phải là thời điểm hợp lý để chúng tôi có thể chia sẻ, để tránh ảnh hưởng đến những cái hoạt động đấy nó đang triển khai, đang diễn ra, tránh bị những cái yếu tố tác động liên quan. Thì cũng xin phép anh chị nhà đầu tư thì hãy để cho cái những cái hoạt động đó nó được tiếp tục một cách gọi là để tôi chủ động để triển khai. Đó. Rồi, xin mời các ý kiến khác để các anh chị. Bây giờ nghe tôi hỏi một chút nữa. Dạ, mời Theo anh ạ. anh, cái việc làm của anh trong thời gian vừa rồi có cấu thành cái tội lừa chiếm đoạt tài sản hay không, và tại sao? Đấy, theo anh trả lời cho tôi. Và câu hỏi thứ hai là bao giờ anh trở lại Việt Nam? Đấy, anh cũng như các con nợ thôi, nó cũng giống như là đều trốn tránh cả mà, đều hứa cả mà. Thì em cho tôi biết hai câu hỏi đấy. Nay thì với câu hỏi của anh thì tôi trả lời ý số 1 là với những việc chúng tôi làm, góc nhìn của chúng tôi không có vi phạm, không có cấu thành các cái vấn đề về tội phạm hay là về lừa đảo gì cả. Đấy là câu hỏi số 1. Vấn đề số 2 anh hỏi là bao giờ trở về Việt Nam. Thì như kế hoạch tôi cũng đã thông tin thì tôi sẽ có dự định là sẽ về Việt Nam để làm việc trong một cái khoảng họp hành và làm việc với các anh chị trong khoảng tháng 11 hoặc tháng 12. Thì cái này nó cũng phụ thuộc vào các cái yếu tố về cá nhân, là về điều trị, về chữa bệnh trong thời gian tới. Thì bây giờ cũng là ngày mùng 1 tháng 12 thì có thể chúng tôi sẽ cập nhật sớm trong 1-2 tuần tới đây, 1-2 tới vào trong tháng này. Hiện nay thì chưa có thông tin chính thức gửi tới anh được. Đó. Tại sao lại không phải lừa đảo, thay đổi tất cả mọi thứ trong vòng thời gian rất ngắn và không tôn trọng ý kiến nhà đầu tư, các cam kết ra đều không đúng, tất cả nó đều cấu thành một tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc tranh luận là cấu thành hay không, Không phải là tranh luận, không tôi phải không là tranh tranh luận luận, và không tôi trao nói đổi thẳng với luôn, anh tôi là không tranh anh. luận, tôi nói luôn là Vĩnh đang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Đấy là ý kiến của cá nhân anh. Và nếu anh tiếp tục anh đưa các cái nội dung như này trong cuộc họp, bởi cuộc họp của chúng tôi ở đây tổ chức không phải là để tranh luận với nhà đầu tư về những cái nội dung này. Họp này họp ra để làm gì? Như là anh chị nhà đầu tư, lộ trình chúng tôi sẽ đưa ra, sẽ gửi tới anh chị nhà đầu tư vào văn bản trong tuần tiếp theo. Đây là phương án, thì về cơ bản nó gọi là tổng quát phương án là từ giờ cho tới hết tháng 9, từ tháng 10 năm 2023 cho tới hết tháng 9 năm 2024, thì căn cứ trên số tiền thực tế thu được, các phương án chúng tôi triển khai việc là thu nợ từ người vay, thu tiền từ người vay, chúng tôi chi trả trên số tiền đó. Từ tháng 10 năm 2024 thì chúng tôi sẽ đưa các cái nguồn tiền bổ sung vào, và chúng tôi sẽ đưa ra một cái bảng lộ trình là tỷ lệ phần trăm bao nhiêu từ tháng 10 năm 2024 cho tới hết tháng 12 năm 2025, thì chúng tôi sẽ gửi thông tin cụ thể tới anh chị vào tuần tới tiếp theo. Vấn đề là bây giờ mọi người có hỏi thì anh ấy cũng sẽ nói là bí mật và cũng sẽ không được tiết lộ. Cho nên là có hỏi nữa thì cũng vẫn thế thôi. Alo ạ. À, cho em tham gia ý kiến của anh Vẫn ơi. Dạ, mời mời bạn. Ừ. Dạ, chào em, chào anh Vẫn, chào quý nhà đầu tư. Em tên là Lê Quy Đôn. Thông qua cuộc họp này, nhân dân cuộc họp này em ý kiến về vấn đề thứ nhất là cái chỗ mà giải quyết cho những cái trường hợp mà khó khăn á, thì em nghĩ cái phương án này là không không khả thi, bởi vì chúng ta đang ở trong một cái tập thể tới 1.000 mấy người, mà bây giờ chúng ta đi giải quyết cho cá nhân thì nó rất là khó, bây giờ ai cũng khó khăn hết, còn tiền ít tiền nhiều thì tùy từng người, có người 10 triệu cũng là nhiều, mà người 1 tỷ cũng là ít, thì chúng ta cái quý nhà đầu tư nên là theo phương án chung, là ta đi chung. Chứ không thể nào bây giờ đi đưa ra là giải quyết những người khó khăn. Bây giờ như khó khăn, biết khó khăn như thế nào, biết bao nhiêu người khó khăn, rất là nhiều. Rồi khi số tiền chúng ta giải quyết thì được, còn lại giải quyết cho một vài người khó khăn, còn lại cả ngàn người đã phải ngồi chờ. Thì thấy cái phương án này là không không nên, thì chúng ta cũng không cần phải triển khai phương án này. Giờ mà triển khai cái phương án này nó sẽ rất là rối. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề chi trả cho nhà đầu tư á, thì cái tiền mà thu hồi nợ của người vay thì chắc chắn không đủ để trả cho nhà đầu tư, bởi vì chúng ta không thể thu hồi 100% được, ngoài ra phải chi trả cho bên bên dịch vụ thứ ba, thì anh vẫn hứa là sẽ có cái phần tiền bổ sung của anh bỏ bỏ vô. Thì cái tiền bổ sung anh thì không cần biết là anh làm dự án gì, anh làm ở quận nào, thì chúng ta cũng không nên yêu cầu anh vẫn phải trình bày là anh làm cái gì, anh đi làm cái gì, làm dự án gì, cái đó là chuyện cá nhân của anh thôi. Anh cũng không cần phải báo cáo trình bày là anh làm cái gì, nhưng anh cần phải chứng minh được là anh sẽ bổ sung được, bởi vì từ tháng một một năm nay là anh chưa thấy anh bổ sung cái nguồn tiền tiền ngoài vô, thì bây giờ không cần anh chứng minh là anh báo cáo anh làm gì hết, anh dân chứng minh là anh bổ sung tiền vô, là cái đó là nhà đầu tư yên tâm thôi, chứ còn cũng không cần thiết anh phải giải trình là anh làm cái dự án gì là không không cần thiết, bởi vì đó là chuyện cá nhân, chuyện kinh doanh của anh. Chỉ em nhà đầu tư chỉ quan tâm là khi nào anh mới đưa cái tiền bổ sung vô và đưa theo lộ trình như thế nào, chứ bây giờ trong vô cái tiền vay thì không khả thi, mình thu đâu hết được. Và ý kiến em là như vậy. Cảm ơn ý kiến của bạn rất là nhiều. Về với cái lộ trình với phương án thì như tôi có vừa trao đổi, thì chúng tôi sẽ gửi tới anh chị nhà đầu tư trong tuần tiếp theo về cái lộ trình cái phương án của mình. Thưa các anh chị nhà đầu tư, quý anh chị nhà đầu tư, thì cuộc họp ngày hôm nay thì công ty Phin À, anh cũng Vĩnh ơi, cho em xin một ý kiến thêm được không ạ? Một ý kiến nữa thôi. rồi rồi mời bạn. Ừ. Và cái thứ nhất là về vấn đề thu nợ thì theo như cái kế hoạch trước đó anh có trình bày, đâu đó anh chỉ dự định khoảng tầm 30 30 đến 40% là anh sẽ còn tiền sẽ được lấy từ từ cái khoản thu nợ đúng không ạ? Thì bây giờ mới nếu mà cái tập trung về khoản thu nợ đấy thì nếu như theo em hiểu hiện tại thì cái vấn đề khó khăn nó rơi về vấn đề về pháp lý đúng không? Kể cả những cái ràng buộc pháp lý của nhà nước Việt Nam ấy. Thì anh có cái cách nào liên quan đến vấn đề như là anh có cái thư hoặc là thư từ cầu cứu gì bộ về 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 truyền thông hoặc sao về những cái trường hợp mà người ta bùng nợ ấy. Tại vì về treo khuôn khổ pháp luật của Việt Nam thì mình không thể làm quá đáng được ấy. Nhưng mà cũng phải cần nhà nước hoặc là các cơ quan chức năng phải bảo vệ những cái người cho thu nợ thì anh cần phải cầu cứu chứ nhỉ?
Còn nếu mà không cầu cứu thì họ cứ tiếp tục chây ì như vậy thì làm sao mà thu được nợ nhỉ? Hiện nay thì với việc cầu cứu thì chúng tôi cũng có thể nói là chúng tôi chưa 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 nghĩ đến cái phương án đó. Chúng tôi đang bởi vì để mà có được một cái sự tác động đối với cả cơ quan quản lý nhà nước, mà hay bạn hiểu, tức là cái quy định pháp lý ở đây ràng buộc về cái việc là người đi thu tiền, người cho vay và có thể đi thu tiền của người vay, những cái tác động có thể cho phép, thì để mà đưa ra một cái luật như vậy là liên quan đến cả vấn đề là họp quốc hội. Và chúng tôi thì hiện nay chúng tôi chưa có cái ý tưởng về việc là gửi các cái đơn thư tư cầu cứu hay là đến các cái cơ quan cấp cao để có nêu ra cái ý kiến của mình trong trong cái việc này. Và trong thời gian qua cũng hiện tại thì chúng tôi đang triển khai bằng các cái phương án trực tiếp của mình, tức là bằng cái việc mình làm, mình đi triển khai với những cái mà pháp luật có thể cho phép, thì chúng tôi đang tìm Thì cách để như như giải anh quyết. nói đúng không, hiện tại nó chưa hiệu quả đúng không, cũng giống như các nhà đầu tư tôi hiện tại của họ cũng đang cầu cứu đến các cái cơ quan chức năng khi mà mong anh trả nợ đúng không. Thì bây giờ anh cũng phải có những hoạt động để, ví dụ thứ nhất là đưa báo chí các thứ vào cuộc để nói về tình trạng chây ì thế nào. Ví dụ anh đưa ra con số 80 đến 90% những nhà đầu tư họ chây ì, cho nên là nếu mà anh đưa những cái đấy lên, dây những cái đấy lên cho báo chí ấy, để cho báo chí thấy rằng những cái chính sách hiện tại ấy, gần như là chính sách bảo vệ con nợ chứ không phải bảo vệ cái người cho vay. Một cái xã hội như vậy thì làm sao mà tin tưởng được nhỉ? Thì em nghĩ là anh cũng phải có những cái phương án để cầu cứu, thứ nhất có thể cơ quan chức năng hoặc ít nhất là báo chí để có thể vào cuộc tham gia vào những cái việc là hỗ trợ cho những công ty tài chính gặp những cái tình huống tương tự như thế này chứ. Rồi, mình hiểu hiểu cái ý của bạn trao đổi. Thế ra đây cũng là một ý rất là bên mình rất nên để nghiên cứu để triển khai. Thì cái bên mình sẽ triển ra gọi là sao nhỉ? Sẽ cho Chỉ đội chứ ngũ. chỉ có bên anh đúng không? Chỉ có bên anh mới có được cái số liệu chính xác là bao nhiêu phần trăm những Đúng cái rồi, đúng rồi. người vay nợ bùng nợ, chứ bọn em thì chắc chắn không có rồi. Và những cái con số đấy nó sẽ giúp ích rất là tích cực cho cái việc báo chí người ta lên án. Chứ ví dụ anh nói 100% những người vay nợ của công ty chúng tôi là bùng nợ chẳng hạn, thế thì những cơ quan chức năng họ phải có cái cách nào, hoặc là quốc hội, hoặc là ít nhất những cái người về kinh tế họ sẽ phải có nắm bắt được cái tình huống của cái xã hội nó đang bị loạn lạc như thế để đưa ra những cái hướng xử lý chứ. Chứ còn nếu mình không nói gì thì người ta cứ nghĩ là người vay sẽ có người trả, thì nó không có những con số cụ thể thì rất khó để cơ quan chức năng đưa ra những cái thay đổi hoặc là những cái chính sách mới. Hiện tại thì đúng là trên TV đại chúng cũng có sẽ nói đến cái việc là nhìn rất nhiều nhóm bùng lợn xuất hiện lên, nhưng phải cần nhiều hơn nữa thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Chứ còn cứ một hai nhóm hoặc là ít số ít người ta bùng nợ thì chẳng ai sẽ động đến cả, vì không còn không có thời Rồi. gian để động đến những cái đấy. Thực ra là mình có nhớ là cũng có nhiều một số công ty cũng đã, hay là một số tổ chức tài chính cũng đã raise cái vấn đề này lên với cả truyền thông. Thì cũng mình cũng đã đọc những cái thông tin như vậy. Thế thì qua cái ý kiến bạn trao đổi như này thì cũng là một cái góp ý để bên mình tìm hiểu xem là sẽ triển khai như thế nào, sẽ làm như thế nào trong thời gian tới để mà nó có thêm cái tác động, có thêm cái tiếng nói để gửi đến các cơ quan truyền thông cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước. Thì cảm ơn cái ý kiến của bạn rất Và là ý nhiều. kiến thứ hai của em là hiện tại ví dụ như là em theo em hiểu thì rất nhiều nhà đầu tư đang không tin tưởng anh và kiện ấy, thì cái việc kiện tụng đấy là của quyền của mọi người ấy, và cái quyền của mọi người và trách nhiệm của anh là phải giải trình được là tất cả những cái vấn đề kiện tụng đấy sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Vì nếu như anh mà không vi phạm pháp luật ấy thì có kiện hay không kiện thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tuyệt đối đến cái việc hoạt động công ty. Còn nếu như anh đã lừa đảo thì cái việc kiện tụng đấy thì chắc chắn là anh cũng sẽ chẳng làm gì được đâu cả đâu. Thì cái vấn đề là ai ai kết luận là anh có lừa đảo hay không thì đấy là kết luận rơi vào cơ quan chức năng chứ không không phải là dự đoán của chúng em, bọn em. Thì cái ý kiến nữa là hiện tại cái kế hoạch là anh bảo có những kế hoạch để cho sắp tới để có những cái phần trăm bù vào đấy, thì đúng là em hiểu là nó là một số những cái kiểu anh không thể chia sẻ được, nó là bí quyết kinh doanh hay là có thể là nó những là những cái kế hoạch mà nếu mình nói ra thì nó ảnh hưởng đến kế hoạch đó. Thế nhưng mà anh có nghĩ đến cái cách nào đó để có thể chia sẻ được cho mọi người cái lộ trình nó như thế nào? Ví dụ như là tất nhiên là những người nào tin thì cứ tin, còn không tin thì ok có nói hay không, thì nhưng mà
anh nói cho những người nào còn tin tưởng anh ấy, là cái kế hoạch đấy của anh giả sử như là anh đang scale up đã được bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Đấy, anh build được khoảng 70% rồi hoặc là 90% rồi chẳng hạn. Tất nhiên là tất cả những con số đấy ai tin thì cứ tin, còn không tin thì đấy là việc của người khác. Nhưng mà những người tin ấy cần có một cái gì đó, kể cả anh không cần chia sẻ trực tiếp anh đang làm cái gì, nhưng phải có một con số cụ thể là anh đang scale up được bao nhiêu phần trăm, cái đấy dự án nó đang chạy được 5-70% rồi, hoặc là ví dụ là đang nó 50% nhưng mà nó lại bị tụt chẳng hạn, thì có những cái lộ trình cụ thể đấy thì bằng một cách nào đó không cần phải nói trực tiếp về cái domain anh đang muốn làm là cái gì, nhưng mà cần phải có một cái số liệu đó, những ai cần nghe thì cứ nghe còn không nghe thì thôi. Thì anh có anh theo anh có làm được những cái báo cáo kiểu kiểu như vậy không ạ, Cái này thì chắc là để có bọn thể em được. tiếp tục tin? Cái này là có thể được với ý kiến của bạn trao đổi như thế. Thực sự đây là ý kiến hết sức là xây dựng và muốn là chúng ta để có thể đồng hành cùng nhau. Rất là cảm ơn bạn. Mình sẽ tìm tìm cách để mà có thể đồng hành với những cái đề xuất như thế này của bạn rất nhiều. Đó. Rồi Em hết. rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cuộc họp ngày hôm Cho anh nay thêm thì trao đổi xíu được không? à, mời 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 bạn. Vâng, thì em thấy mấy cuộc họp gần đây em mới tham dự thì em thấy anh có thông báo về cái số tiền mà anh thu được và cái số tiền mà anh phải trả cho bên đối tác á. Thì em cũng muốn biết thêm là cái số tiền đó sau đó anh chia ra dựa trên cái gì để anh chi trả lại cho em. Thì em cũng muốn biết được cái số dư nợ tổng mà các nhà đầu tư vẫn còn đang, để em biết cái số tiền mà anh đưa ra là cái số tiền anh chi trả cho tụi em nó có đúng thật sự là nó theo đúng như cái tỷ lệ mà anh nói không. Và cái thứ hai là em cũng muốn biết là cái số mà dư nợ qua từng tuần từng tháng như này nọ nó có theo đúng với cái số tiền mà anh đã thu xong đó. Thì không biết là trong cuộc họp hàng tuần anh có thể thêm một cái số như là số tổng dư nợ vô để em theo dõi, mà nếu chi tiết hơn anh có thể cho em biết thêm được là cái số dư nợ mà được giảm nó đến từ cái nguồn là thu nợ, và cái nguồn thứ hai, cái nguồn như anh nói là cái nguồn về quy đổi sản phẩm đó, thì anh có thể tách ra cái phần đó cho nhà đầu tư có thể theo dõi cũng như là có thể tính toán được cái tính minh bạch của cái số liệu mà anh đưa ra và cái số tiền thu cũng như cái số tiền dư nợ còn lại không ạ? Tức là ở đây ý của bạn là một là cái tổng cái số tiền của nhà đầu tư đang công ty cần phải chi trả cho nhà đầu tư theo từng cái thời điểm thì sẽ là bao nhiêu tiền, và với Đúng cái rồi. số lượng số số tiền của nhà đầu tư như vậy thì là tương ứng với cả bao nhiêu nhà đầu tư, và mỗi một đợt mỗi một kỳ để thu tiền về chi trả thì số tiền chi trả đấy có đúng theo cái, tức là với cái số tiền thu được đó xong là thực hiện cái việc chi trả thì có đúng theo cái tỷ lệ cho nhà đầu tư hay không, đúng không? Đầu tiên ý số 1 là như vậy đúng không Dạ đúng không? Có thể là ví dụ như ạ? em biết cái số tiền của em đang là bao nhiêu và em chia cho cái số tổng của tất cả các nhà đầu tư, thì em biết được cái tỷ lệ phần trăm em sẽ được nhận từ cái số tiền mà anh thu là bao nhiêu. Thì em cần cái số tổng đó để em biết được cái số tiền anh chi trả là nó có đúng thực sự là như vậy không. Cái thứ Rồi, hai là em cũng muốn theo dõi qua từng tháng, từng tuần anh cái công ty anh có đúng là đang thực hiện là thu được bao nhiêu tiền đúng không? Rồi, anh Để hết rồi. bên mình rồi là mình hiểu, để bên mình nghiên để xem là cái cách để đưa thông tin như thế nào đến anh chị nhà đầu tư cho nó minh bạch được những cái thông tin đấy, thì để nó bên mình sau cuộc họp này mình sẽ họp lại với cả anh em chị em công ty, và sang tuần thì